ngày 11 tháng 8 năm 2024, thị trấn Bán Đức đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền cổ động năm 2024. Tham gia hội thi tuyên truyền cổ động năm nay có 21 trên 27 đoàn đến từ các khu dân cư trên địa bàn thị trấn, mang đến hội thi trên 60 tiết mục hấp dẫn. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm phần thi tuyên truyền miệng, phần thi văn nghệ tuyên truyền và phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, xây dựng nông thôn mới, các đội đã dày công đầu tư, luyện tập, lựa chọn các chủ đề nóng đang được xã hội đặc biệt quan tâm như bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Với thông điệp ngắn gọn, cô đọng, xúc tích, dễ hiểu, được các diễn viên không chuyên thể hiện một cách sinh động, hấp dẫn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tiết mục xuất sắc và trao giải toàn đoàn cho các đội có thành tích cao.